Xin chào các anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em sẽ phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán chiếc xe Toyota Avanza phiên bản số sàn và số tự động ở thời điểm tháng 3 năm 2023 này. Thì chiếc xe này được phân phối thị trường Việt Nam với hai phiên bản số sàn và số tự động, với trong phân khúc tầm giá khoảng 600 triệu xe 7 chỗ. Thì chiếc xe này là một trong những chiếc xe được rất nhiều người quan tâm, để thứ nhất là mua xe để chạy dịch vụ và thứ hai là chạy gia đình, cũng như nếu mà anh chị có nhu cầu mua xe để phục vụ cho công việc kinh doanh của mình ấy, thì chiếc xe này là rất hợp lý trong tầm giá. Thì như em vừa giới thiệu là xe có hai phiên bản là số sàn và số tự động, thì ngoại thất của hai chiếc xe thì gần như sẽ là như nhau, và em sẽ giới thiệu cho anh chị đầu tiên giá bán của phiên bản số sàn. Thì phiên bản số sàn có giá niêm yết là 558 triệu, và thời điểm hiện tại thì em đang giảm cho anh chị là 18 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì với cái khuyến mại này thì thời điểm này anh chị gần khoảng 600 tròn thôi là lăn bánh xong rồi, 600 tròn lăn bánh xe 7 chỗ và đời 2023 luôn anh chị nhé. Nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chiếc xe này anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng 176 triệu là mang xe về rồi, tất cả phụ kiện bảo hiểm rồi trả góp các thứ 176 triệu. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản số tự động, thì số tự động sẽ có giá niêm yết là 598 triệu, cao hơn 40 triệu. Và ở thời điểm hiện tại bên em đang hỗ trợ cho với phiên bản số tự động là 25 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Và ngoài ra tặng anh chị thêm một năm bảo hiểm thân vỏ nữa. Thì tổng khuyến mại nó rơi vào khoảng 45 triệu. Tổng khuyến mại rơi khoảng tầm 45 triệu cho phiên bản số tự động. Thì với cái ưu đãi bên trên thì cái giá lăn bánh cho chiếc xe phiên bản số tự động nó sẽ rơi vào khoảng 638 triệu. Và so với phiên bản số sàn thì nó sẽ chênh lên giá lăn bánh khoảng 37-38 triệu. Và để trả góp là 187 triệu anh chị trả góp chiếc xe số tự động rồi, đầy đủ phụ kiện bảo hiểm, các thủ tục ngân hàng luôn. Và đối với 38 triệu chênh lệch thì anh chị sẽ có một chiếc xe số tự động này, rồi có 6 túi khí, rồi có cảnh báo điểm mù phía sau. Thì xem anh chị có với 37 triệu đấy anh chị có lên so với phiên bản số tự động so với số sàn hay không. Và ngoài ra nhé, 37 triệu đấy là anh chị còn được lợi thế hơn là một năm bảo hiểm thân vỏ nữa. Thì cái bảo hiểm thân vỏ này nó sẽ trị giá khoảng 7 triệu rưỡi đến 8 triệu. Thì tính ra hai phiên bản số tự động và số sàn hiện tại chỉ chênh nhau khoảng 30 triệu thôi. Thì theo em thì ở thời điểm hiện tại, điểm tháng 3 năm 2023 này, thì anh chị nên lấy cho mình phiên bản số tự động, nhiều option hơn, lái xe thì cũng nhàn hơn và cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa. Như em sẽ giới thiệu cho anh chị, đây là cái bảng tiêu thụ nhiên liệu của xe số tự động mà là khoảng 5,8 lít trên 100 cây hỗn hợp. Còn sang với phiên bản số sàn ở bên này thì mức độ tiêu thụ nhiên liệu sẽ là bao nhiêu? Một tủ tiêu thụ nhiên liệu là 6,6 lít. Thì với cái hộp số CVT mới ở phiên bản số tự động ấy thì nó rất là tiết kiệm luôn, tiết kiệm hơn so với số sàn. Và cái giá nó cũng chỉ chênh nhau 30 triệu thôi. Trong đấy có 30 triệu tiền mặt và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Còn đây em sẽ giới thiệu anh chị về cái nội thất của xe phiên bản số sàn. Xe thì cả hai phiên bản đều được trang bị là cái tay nắm cửa thông minh rồi, cái chìa khóa thông minh rồi. Và khi anh chị bấm khóa mở cửa ấy, thì chỉ vào khoảng trong xe đạp côn hoặc là đạp phanh lên là sẽ để nổ được xe thôi. Còn đây là nội thất chiếc xe bản số sàn. Hai phiên bản thì đều có màn hình giải trí, đều cam lùi, đều có đèn LED như nhau và đều có điều hòa một vùng thôi, nhưng mà nó có hai giàn lạnh cho người ngồi phía hàng ghế thứ hai và thứ ba. Có điều hòa cái chế độ mắc côn này anh chị nhá. Em sẽ để máy lên cho chị xem này. Đạp côn để nổ. Phiên bản máy 1.5, máy xăng rất tiết kiệm. Với việc ở phiên bản số tự động thì có 5.9 lít, còn phiên bản số sàn là 6.6 lít. Thì anh chị và chênh nhau nó chỉ có khoảng 30 triệu tiền mặt thôi. 37 triệu tiền mặt. Nhưng mà trong đó là bản số tự động thì được chênh lên là
7 thêm 1 năm bảo hiểm nhân thọ tầm 7 triệu rưỡi nữa. Hàng nghỉ thứ hai này, rồi hàng nghỉ thứ ba. Xu thế hiện tại thì đa số mọi người sẽ thích đi là số tự động cho nó nhàn, và cái vấn đề về lo về tiết kiệm nhiên liệu thì bây giờ không cần phải lo nữa rồi. Đây cần số phiên bản số sàn đây. Hiện tại thì em sẵn luôn cả hai phiên bản số sàn và số tự động, cũng như là đầy đủ các cái phiên bản màu sắc của xe, có màu trắng này. Vừa rồi thì anh chị đã xem đấy, màu trắng của số tự động và màu trắng của số sàn. Ngoại thất hai phiên bản không khác gì nhau. Và cái có màu trắng, màu đen, màu bạc và màu bạc hành tím. Nếu anh chị nào quan tâm các vấn đề em vừa tư vấn, cần tư vấn sâu hơn về các dòng xe, màu xe, lịch xe, trả góp, cũng như là các cái thủ tục để đăng ký xe, có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.